Xin chào mọi người, mình là Hiền đây. Sắp tiện hôm nay thì mình sẽ lại hướng dẫn cho mọi người một cái điệu nhảy cũng đang hot trên TikTok, đó là cái bài Bang 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 của Big Bang. Ok. Thì mình sẽ quay gần như thế này nhá, bởi vì chủ yếu là động tác tay thôi ấy, thế nên các bạn sẽ nhìn rõ hơn. Vì mình không có cái gương thỏ ở phòng tập, thế nên mình phải quay tạm ở nhà. Rồi nhá, let's go nha. Ok, động tác đầu tiên thì mình sẽ giải thích trước này. Về phía chân nhá, thì các bạn sẽ đứng chân rộng bằng vai hoặc hơn vai một xíu, được chưa? Rồi, đổ trụ qua lại giữa hai chân như thế này. Hai chân như thế này mình. Ôi, nhìn ngắn người ấy nhỉ. Đây, đổ chân, đổ trụ qua lại, được chưa? Ok, rồi bây giờ hướng cho mình một cái mũi chân trái này. Hướng sang, nói chung hướng về phía trái, được chưa? Đây, chân như thế này. Người sẽ hướng theo. Người này, chân hướng qua phía bên trái. Ok, rồi dùng cho mình tay phải này, lướt ra sau và đánh lên trước, dừng ở đây. Lướt ra sau, dừng. Dừng. Đúng rồi, ok. Khi tay lướt ra sau thì mọi người đẩy cho mình cái gót chân phải lên, để mình dướn người lên trước á, là dướn người lên phía bên trái á. Dừng thì về, dướn lên, về, dướn lên, về. Các bạn không cần phải đi ngực hay gì đâu nhá, chỉ cần đẩy cái chân, gót chân trái lên ấy, thì người nó sẽ đó, tự đi về hướng bên kia rồi. Đẩy này, về này, đẩy này, về. Rồi bây giờ này, thêm cho mình cái lớp nữa. Khi về đến đây thì sẽ đập hai lần, đập nhanh hai lần nhá. Đập đập and đập hai lần, được chưa? Sau đó này, đến lần thứ ba thì dùng cho mình hai tay luôn, đưa ra sau. Lần này về đây thì sẽ vỗ vào nhau, được chưa? Tiếp theo lần thứ tư, đó, cứ vỗ to. Ok, sau bốn cái lần này nhá, sau bốn cái lần tay như thế thì các bạn về người thẳng này, đồng thời dậm chân phải này, thu chân trái, dậm chân trái, thu chân phải, tay thêm vào như thế này, giống như là gạt nước á, nhưng mà các bạn gạt ở phía này, phía dưới. Ok, thử nhá. Đây, tiếp theo vỗ. Đây, thêm mỗi cái này thôi là xong. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử đếm nhịp cho các bạn này. 5, 6, 7, bang, bang, bang. Đập, 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 êm. Lên. Sang. Sang. Hình như vỗ hơi to. 5. Bây giờ thì mình sẽ thử. Thực ra nó nhạc nó cũng dễ nghe lắm, thế nên là mình cứ đếm nhịp nhá. 5, 6, 7, bang, bang, bang. Đập, đập. Vào. Vào. Sang. Sang. Kết thúc. Tạo dáng gì đấy tạo. Ok, như vậy là cái động tác của chen này đã xong rồi đấy. Thì mình cảm ơn mọi người đã xem đến đây và mong là mọi người sẽ học xong được bài Bang 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 này để đu trên TikTok nha. Hẹn mọi người trong video tiếp theo. Rất mong mọi người like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không share cũng được. Bye bye.